Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bản tin cập nhật của chúng tôi. Tôi tên là Hà Thong và tôi sẽ thay mặt cho văn phòng NTA, MAO để gửi tới tất cả các bạn những thông điệp này. Và sau đây là những cập nhật của chúng tôi vào tháng 12 năm 2021 theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tiểu bang North Carolina. Xin lưu ý rằng những cập nhật này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo cập nhật mới nhất thì trẻ em 5 và trên 5 tuổi đã có thể chích ngừa vaccine COVID-19. Một số người nhận vaccine COVID-19 có thể được tiêm liều tăng cường. Những người từ 65 tuổi trở lên, 50 tới 64 tuổi với các tình trạng bệnh lý cơ bản hoặc 18 tuổi trở lên sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn nên được tiêm liều tăng cường. Những người từ 18 tuổi trở lên nên được tiêm liều tăng cường ít nhất sau 2 tháng khi tiêm vaccine Johnson & Johnson mũi đầu. Nếu bạn nhận Pfizer hoặc Moderna, bạn đủ điều kiện để được tiêm liều tăng cường nếu bạn 65 tuổi trở lên, 18 tuổi trở lên và sống trong môi trường chăm sóc dài hạn, 18 tuổi trở lên và có các tình trạng bệnh lý cơ bản, 18 tuổi trở lên và làm việc hoặc sống ở những nơi có nguy cơ cao. Khi nào bạn có thể tiêm liều tăng cường? Ít nhất 6 tháng sau lần tiêm thứ hai của bạn, bạn nên nhận liều tăng cường nào? Bất cứ loại vaccine COVID-19 nào được ủy quyền tại Hoa Kỳ. Nếu bạn nhận được Johnson & Johnson, bạn đủ điều kiện để được tiêm liều tăng cường nếu bạn 18 tuổi trở lên. Khi nào bạn sẽ được tiêm liều tăng cường? Ít nhất 2 tháng sau khi chích mũi đầu tiên. Bạn nên nhận liều tăng cường nào? Bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào được ủy quyền tại Hoa Kỳ. Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích này đối với người thân và cộng đồng của mình. Xin hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân bạn, gia đình và những người xung quanh bạn, nhất là vào những ngày lễ sắp tới. Xin thân ái chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả các bạn vào bản tin tiếp theo của chúng tôi.